hồng trên ngực trái tập 41, biết Thái bệnh nặng sắp chết, bảo một mực bắt quê về bên chăm sóc chồng cũ. Quý vị khán thính giả thân mến, xin khẳng định luôn là không có chuyện đó xảy ra đâu nhé. Bởi trong trailer chính thức thì bảo bắt quê phải thay đổi cách xưng hô thành anh em rồi. Trailer tập 41 Hoa hồng trên ngực trái lên sóng với nhiều tình tiết hấp dẫn, nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của hội chị em vào ngày cuối tuần. Trailer cho thấy Bảo liên tục đến nhà Khuê đợi cô đi làm về mỗi ngày dù đã khá khuya. Nắm lấy tay Khuê, chàng Tuần Lộc nói rằng, bây giờ anh không chỉ cạnh tranh với chồng cũ của em, lo con gái em có quý anh hay không, mà anh còn phải chạy đua với thời gian nữa, giờ quen được cô Step mệt lắm. Khuê trả lời, tôi, thì Bảo chỉnh đốn luôn, phải gọi nhau là anh em và chúng ta. Lần này Khuê đã không phản ứng mạnh mẽ trước sự tấn công và thể hiện tình cảm của Bảo nữa. Sự chân thành và tử tế của người đàn ông từng có một đời vợ đã khiến Khuê mở lòng. Hơn thế nữa, cách Bảo đối xử với hai cô con gái của Khuê thật sự khiến Khuê cảm động. Cùng thời điểm, Thái nghe tin dữ về bệnh tình của mình, Thái lo lắng hỏi lại bác sĩ, tôi còn bao nhiêu thời gian? Nhiều khán giả dự đoán rằng Bảo thấy Khuê khó xử khi Thái bệnh nặng, mẹ chồng không ai chăm sóc khi về già, nên quyết định để cô dành thêm thời gian qua lại nhà chồng cũ. Nhưng một thành viên của ekip làm phim cũng đã khiến dân tình hết hồn khi tiết lộ Bảo bao dung để Khuê về lại bên Thái, nhưng nhanh chóng bẻ lái bằng câu kết thật hài hước. Người này viết, Thái biết mình mắc bệnh, anh đến gặp Khuê nắm lấy tay cô và một lần nữa xin cô quay trở lại. Bảo từ xa chứng kiến hết thảy, anh bỗng thấy Thái đáng thương mới cả cũng có dấu hiệu hồi tâm chuyển tính, nên rất là tội nghiệp. Bảo lại gần mặt đầy đồng cảm, em ở lại với Thái đi. Rồi Bảo nhẹ nhàng dùng tay tác hợp cho hai người. Rồi hết phim với hình ảnh những bàn tay nắm lấy nhau đoàn kết hợp tác cùng phát triển đầy nhân văn. Nhưng không, Bảo không phải là anh MC hải ngoại, Khuê cũng không bán sữa bò. Nên Vision mắc bệnh đó không xảy ra nhé các bạn của tôi. Bảo vẫn nhẹ nhàng bước đến, gỡ tay Thái ra, nắm chặt lấy tay Khuê, cầm mũ bảo hiểm của Khuê rồi cả hai tuốt thẳng trong hạnh phúc. Chia sẻ đầy hài hước của một thành viên trong ekip phim Hoa hồng trên ngực trái cũng khiến cho khán giả yêu Hoa hồng trên ngực trái không khỏi tò mò và thích thú. Không biết sau khi biết mình bệnh nặng không còn sống được bao lâu, Thái khi về nhà có còn tiếp tục giở trò để níu kéo Khuê hay không? Mới đây nhất, có một thông tin cho rằng những gì diễn ra trong đoạn trích giới thiệu tập 41 Hoa hồng trên ngực trái vừa được nhà đài tung ra cho thấy Thái không còn có thời gian để nghĩ đến việc trèo kéo Khuê nữa. Anh ta lo lắng bây giờ là có đủ thời gian để lo cho Bống trong những ngày con bé mổ tim không? Còn hơn một tuần nữa là Bống phải mổ tim rồi. Thái tuy là kẻ hội tụ những tính xấu mà chị em phụ nữ sợ nhất là gia trưởng, vũ phu, ích kỷ, tham lam, keo kiệt. Nhưng ở Thái lại có một điểm tốt mà hàng triệu đàn ông phải học hỏi, đó là tình yêu thương các con. Phải nói Thái là ông bố tuyệt vời. Chưa một lần khán giả thấy Thái nặng lời với các con có yêu cầu gì chính đáng, Thái đều nhẹ nhàng và dành thời gian cho các con, không thất hứa với các con điều gì cả. Dù đang nóng như lửa nhưng khi nói chuyện với các con lại dịu dàng, nhẹ nhàng hết nức. Khỏi phải nói có một người bố như Thái, đứa con nào mà không muốn giữ mẹ cho bố, đứng về phía bố, ở bên cạnh bố và coi bố như thần tượng của mình. Bống là chị lớn hiểu chuyện hơn, biết bố vì tiểu tam mà đuổi mẹ đi nhưng Bống chưa bao giờ ghét bố. Trong mắt Bống, bố mãi là thần tượng của mình. Nên những gì mà Bống thể hiện trong những tập phim gần đây bị khán giả chỉ trích vì cho rằng Bống như vậy là hỗn láo. Thế nhưng khán giả lại không nghĩ xem tại sao Bống lại hành xử như vậy. Trước đây vẫn chiêu thức ấy, Bống dùng với Trà thì mọi người hoan hô cổ vũ, khen Bống nhanh nhẹn thông minh. Giờ Bống áp dụng với Bảo thì lại bị quay ngoắt ra chê trách, thậm chí thay đổi cả tình cảm từ yêu thành ghét Bống. Nếu như Thái cũng đối xử tồi tệ với các con, liệu Bống có đối xử vậy với Bảo không? Bống ngây thơ, tin vào những gì em đang thấy. Bố và mẹ đều là những người yêu thương mình, còn chuyện của người lớn Bống đâu hiểu hết để có thể đứng về phía ai. Thế nên việc tìm mọi cách để bố mẹ về sống với nhau là điều mà một đứa trẻ ở tuổi Bống khó có thể làm được thì Bống đã làm được. Vậy tại sao chúng ta không khen Bống mà lại quay lưng lại với em? Quay trở lại với Thái, biết mình không còn nhiều thời gian, Thái vô cùng lo lắng.
Nỗi lo của Thái không phải là nỗi lo giữ tính mạng của mình mà là lo cho con. Thái quả là một ông bố đáng khen, trăm điều xấu nhưng vẫn có thể tìm thấy có một điểm tốt ở con người này. Một chi tiết mới nhất được mọt phim thông tin là Thái sau khi trở về từ bệnh viện đã giấu biệt bệnh tình của mình, nói với bà Hồng rằng anh ta chỉ vì quá căng thẳng lo lắng nên đau thôi, không nghiêm trọng, uống thuốc vào sẽ ổn. Thái cũng chăm chỉ uống thuốc đúng theo chỉ định của bác sĩ nên bà Hồng phần nào yên tâm. Khi Khuê đến hỏi về bệnh tình của Thái, Thái cũng không nói cho Khuê biết. Thái có hỏi về mối quan hệ giữa Bảo và Khuê. Khuê vốn kín tiếng nên không nói chuyện. Khuê và Bảo đã chính thức bước vào một mối quan hệ mới. Nhưng Thái cũng đã biết được Khuê đã có tình cảm với Bảo vì ánh mắt sắc thái của Khuê cũng thay đổi. Người dày dặn kinh nghiệm tình trường như Thái không khó để nhận ra. Thái cũng lấy làm mừng rằng Khuê đã có một bờ vai vững chắc để dựa vào. Thái đã hẹn gặp Bảo. Ban đầu Bảo còn tưởng Thái sẽ giở trò. Thái đã thua và nhận với Bảo việc mình lấy trộm vé số của Khuê. Biết được đó là tấm vé số Bảo mua để kỷ niệm Khuê với mong muốn Khuê có hy vọng và gặp may mắn. Thái cũng nói về đứa con mà Thái chưa kịp biết. Thái nói chuyện với Bảo với thái độ hết sức chân thành, mong Bảo hãy bỏ qua hết cho Thái. Cuối cùng lấy hết can đảm, Thái cũng nói ra được với Bảo điều mà anh muốn nói, rằng anh thấy mình không xứng đáng được Khuê tha thứ, mong Bảo hãy luôn ở bên cạnh làm chỗ dựa cho Khuê. Khuê là một người phụ nữ tốt, đáng được trân trọng, cô ấy xứng đáng được sống hạnh phúc. Mong Bảo hãy luôn trân quý Khuê, yêu thương, che chở cho Khuê. Điều thứ hai, Thái nói với Bảo rằng hãy chăm lo cho các con của Thái, yêu quý chúng như con đẻ. Bảo ngạc nhiên nhưng rồi với bản tính mạnh mẽ của đấng nam nhi trượng phu vốn có của mình, Bảo khẳng định với Thái, Khuê ở bên Bảo sẽ hạnh phúc hơn ở bên Thái là cái chắc chắn và việc chăm lo các con của Khuê là bổn phận, là trách nhiệm của người làm cha làm chú, không cần Thái phải bảo. Thái yên tâm nhẹ nhõm khi nghe những lời Bảo nói, anh ra về trong lòng chỉ còn bộn bề cảm xúc, tiếc nuối cho một cuộc đời quá ngắn ngủi mà chưa làm được gì. Sau đó Thái cũng gặp Dương Khang, hỏi Khang về việc có sẵn sàng nhận anh em không, khiến Khang vô cùng xúc động. Điều mà hơn 20 năm trước, Khang đã khao khát nhưng bị Thái hắt hủi. Khang vô cùng ngạc nhiên trước thái độ này của Thái. Thái nói rằng bố chỉ có hai đứa con mà giờ không nhận nhau thì sao bố yên lòng. Giờ bố biết hai anh em hòa thuận, chắc là bố đã hết buồn lo rồi. Ai cũng có lúc sai lầm nhưng biết quay đầu, biết nhận ra lỗi lầm và sẵn sàng tha thứ để mọi thứ êm đẹp thì cũng là việc làm đáng được coi trọng. Hai anh em đã ôm chặt lấy nhau trong nước mắt. Những hành động việc làm của Thái như là sự chuẩn bị một cách chu đáo lo toan mọi việc nhà cho một chuyến đi dài không còn ngày trở về. Và chuyện gì đến đã đến, Thái phải nhập viện trong tình trạng nguy cấp khi đang làm việc ở công ty. Khang là người trực tiếp đưa Thái vào bệnh viện. Thái đã lịm đi không biết gì, San lo lắng không thấy Khang về, gọi điện thoại biết Khang đưa Thái đi cấp cứu. Biết Thái nguy kịch, dù ghét Thái nhưng San vẫn vội vàng chạy đến. Đúng lúc San và Khang được bác sĩ thông báo, Thái nguy kịch sẽ không thể qua khỏi. Khang sợ hãi khóc ngất trước thông tin của bác sĩ. Anh không nghĩ rằng người anh trai bao năm qua mong đợi gọi một tiếng anh, vừa hôm qua thôi nhận nhau, ôm nhau trong hạnh phúc. Vậy mà hôm nay đã phải lìa xa. Khang tuyệt vọng, sợ hãi, San cũng bàng hoàng ôm Khang để an ủi. Như vậy kết cục của Thái là cái chết. Một kết cục mà đa số khán giả yêu thích Hoa Hồng Trên Ngực Trái ngay từ đầu đã mong sẽ đến với Thái. Nhưng liệu đây có phải là những điều sẽ diễn ra như chúng ta mong muốn hay không? Hay sau khi trở về, Thái lại dùng bệnh tật của mình để làm cái cớ mà treo kéo Khuê, khiến Khuê lại lỡ hẹn với Bảo mà quay về chăm sóc chồng cũ? Dù có xảy ra như thế nào đi chăng nữa, thì chắc chắn đạo diễn của Hoa Hồng Trên Ngực Trái sẽ không để Khuê tiếp tục chịu bất hạnh nữa đâu. Bởi ngay từ ngày ra mắt bộ phim Hoa Hồng Trên Ngực Trái, nhà sản xuất đã nói rằng Hoa Hồng Trên Ngực Trái là bộ phim đề cao tính nữ quyền. Nếu chỉ vì Thái lấy bệnh tật ra để níu kéo Khuê lại quay trở lại với cuộc sống tối tăm ấy, thì tính nữ quyền ở đâu ra? Nên khán giả yên tâm rằng, ở những tập cuối của Hoa Hồng Trên Ngực Trái, mối quan hệ giữa Bảo và Khuê sẽ tiến triển tốt đẹp và sẽ có cái kết đẹp cho cặp đôi này. Hoa Hồng Trên Ngực Trái vẫn tiếp tục được lên sóng lúc 21:40 các ngày thứ tư, thứ năm hàng tuần trên VTV3. Tin tức 24 giờ TV sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về những tình tiết tiếp theo của Hoa Hồng Trên Ngực Trái để gửi tới quý vị và các bạn.
Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho tin tức 24 giờ TV. Hãy tiếp tục đón xem và ủng hộ cho những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký kênh tin tức 24 giờ TV để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và cung cấp những thông tin nổi bật nhất. Quý vị hãy nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.